Chào bạn, hôm nay mình sẽ review khu y hàng chiếc bể hàn thiếc. Ui, hai lần hộp nhé bạn nhé. Rồi, đây là phần bể này. Đây là dây nguồn nhé. Đây là mặt này. Rồi, phụ kiện đi kèm gồm cái gạt thiếc, gạt bã thiếc nhé. Gạt bã thiếc. Hai cái cầu chì. Hai cầu chì nhé. Quyển sách hướng dẫn. Rồi, tem KCS các thứ đầy đủ hết trong đây nhé các bạn nhé. Rồi, đây là kết cấu hình ảnh của phần mặt của nó này, gồm bật nút rút nguồn này. Đây cầu chì sẽ là lắp vào đây nếu trường hợp nó quá tải cháy cầu chì. Những cái này hãng hữu rồi. Còn ở trên đây thì cái mặt này thì các bạn sẽ có cộng trừ này để thay đổi nhiệt độ của nó nhé. Rồi, ok. Các bạn yên tâm là khi mà lấy hàng, nhận hàng nhé, thì sẽ đảm bảo là nhiệt độ nó phải lên và chạy ổn định nhé. Còn nếu trường hợp mà các bạn cắm test mà nhiệt độ không lên, các bạn có thể được đổi trả hàng nhé. Sao?